Ao làng ở Hà Nội được cải tạo thành bể bơi giải nhiệt. Hà Nội trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Trẻ em ở ngoại thành tận dụng ao làng để bơi lội giải nhiệt. Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 30 km, ao Ngõ Cống, làng Yên Trường, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, những ngày này luôn tấp nập trẻ em đổ về bơi lội sau một ngày oi bức. Cách đây vài năm, ao Ngõ Cống được người dân hai xóm An Ninh và Trung Tiến chung tay cải tạo bật lên xuống, nguồn cung cấp nước để trở thành bể bơi phục vụ nhân dân mỗi dịp hè về. Các em nhỏ tỏ ra rất hào hứng với hoạt động này, đặc biệt trong những ngày nắng nóng hơn 40 độ C. Nhiều bậc phụ huynh cho biết họ cho con ra hồ để học bơi, thư giãn và giảm bớt thời gian chơi game, dùng Internet. Anh Cường, người dân làng Yên Trường, cho biết các em nhỏ dưới 10 tuổi thường được phụ huynh dẫn đi tắm và chuẩn bị áo phao để đảm bảo an toàn. Các em lớn hơn từ 10 đến 15 tuổi thường bơi theo nhóm và tự quan sát lẫn nhau để đảm bảo an toàn. Ao nước ở thôn Trầm, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội cũng là địa điểm bơi lội thường xuyên của người dân địa phương. Nguồn nước được lọc qua hệ thống xử lý trực tiếp từ sông Hồng. Mực nước giữa ao sâu chừng 2 mét, chỉ dành cho người lớn. Trẻ em được phụ huynh trông chừng, trang bị thêm áo phao. Chị Bình, người dân xóm Trầm, cho biết tôi cho con ra tắm để cháu học bơi tự vệ và rèn luyện sức khỏe. Đây cũng là địa điểm trẻ nhỏ của cả làng tụ tập, vui chơi. Hải Long, 19 tuổi, người dân xóm Trầm, cùng bạn bè ra ao bơi sau chặng đường từ trường trên phố Chùa Bộc, Hà Nội. Tôi bắt đầu bơi tại đây từ năm 2014. Đều đặn từ đó tới giờ, bắt đầu chớm hè, tôi và các bạn bè ra ao bơi. Bơi lội dần trở thành một thói quen, lối sống văn minh của người dân làng tôi, Long chia sẻ. Thời tiết Hà Nội trong ngày cuối tuần ngày 7 tháng 5 vẫn ở duy trì ở mức nắng nóng. Nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10 giờ đến 17 giờ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7 tháng 5, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.